Rồi chào bạn nha. Thì sáng nay mở bạn lên đường đi thăm bãi chuột lại cha con mình. Sáng nay có bạn nào lạnh không chứ này? Mình quánh bùa cạp vậy. Đây còn 21 độ lạnh nữa nè. Điện thoại mình là để giăng này là còn 21 độ mà. Lạnh thiệt nội ơi. Mồi cứng ngắt luôn rồi. Đi rồi một cái giò nó cũng cứng ngắt nó quýu luôn rồi. Ui thua. Lạnh thiệt. Không gài là năm nay là mới bữa nay là thấy lạnh nhất đó. Nhưng mà mình nghĩ vài bữa còn lạnh nữa. Ui, Tết tới rồi. Nước ngập hả? Mấy cái này hồi về thôi hả dở? Chờ còn không? Còn. Sáng sớm đi cái giò mà suốt vô cỏ cái quýu quýu. Quánh bùn cạp thiệt chứ không phải chơi coi lương. Sáng sớm tập thể dục dính chân dạng chuột cống bự bự cho nó ấm hỉnh lên coi. Đi vòng đừng vòng vòng ngược lại lên trên thăm xuống luôn để lội mương nhắc này quéo à. Chẳng hà đi xa chút chắc cú. Sáng chắc còn chạy. Chạy tập thể dục cho nóng máu lên. Sáng thay nước cái vỏ gung gung. Thấy vậy nước ấm hỉnh à. Chứ nó con cái cho cha lội lên đi. Mình khỏi chạy lên mất công. Nghe ông vô vô bả này kìa. Vô bự bự hơi này. Sáng khai trương chuột bự cái bộ có lý à. Đêm hôm khai trương chuột nhỏ xíu dính đi đâu. Từ đầu mùa đến cuối mùa chuột nhỏ nhỏ không. Hôm hai cha con đi thăm ăn dính được 10 con á, ba ăn cống, ba ăn cơm nhỏ, ba ăn cơm bự. Mà con nào nói tí tí luôn nó ba ăn cống chứ ba ăn cống thua ba ăn cơm nữa. Bốn con bự, ba ăn cơm nhỏ, ba ăn cống nhỏ. Sáng sớm khai trương được con bự nè, kiểu này là kiếm cống bự rồi. Đó, có hàng có hàng. Tổng cộng 33 cái gặp. Một cái đầu tiên là một con. Bờ thuốc đắng đâu mà thuốc dưới lưng phải không cái cách đầy. Vậy mới tiếu ra thấy mấy cục thôi làm biến quá nghỉ vô vô cái nữa coi gầu thấy nín thinh rồi. Vậy là chuột nó xào bụi cách rồi, nghe chăng bụi cách quá ngon. Nó xào xào lá cách, bây giờ nó không có. Khui cái đầu tiên của mình coi. Hello, tô xích lô cái coi. Chắc nước ngập thùng quá. Cái này dính chuột, cái này nó không lạnh gung luôn rồi. Hello. Ngập lũng bủng luôn rồi. Đó, không có sập. Ôi lời ngập lũng chấm luôn rồi tính nó dính cá bóng chứ mới vô khai trương thua ổng rồi nghe. Cái gặp cùi nè, cái gặp này là xấu nhất trong đám luôn nè. Thấy gì chứ không lé đé không ngập rồi đó. Ủa không sập tính sập không. Ừ bị dụ rồi. Gặp con khúc à. Người sức cái đầu sữa là nhịn xấu đề tiện không. Chắc chuột nó chê quá. Gặp xấu quá chuột nó chê nó không thèm vô luôn. Ừ. Thôi nói lỗi cái ít cái này rồi xong xe bông lỗ nặng. Mọi khi bỏ nhà hôm nay đem theo bỏ túi quên lụm cái hôm dính chuột nhỏ chỗ này nè hôm dính chuột cơm nhỏ tí sáng nay dính chuột lột nè tại nước ngập rồi. Chuột lột vẹt.
Chuột nó sát, nó lạnh quéo luôn rồi. Một con chuột lột ướt nè, nó ướt như chuột lột nè. Cục lùm này hai cái nè, hai cái bự, hôm dính hai chuột nhỏ. Sáng nay coi tình hình sau đây, chỗ này có con chuột cống dài dữ lắm. Cái hang này là nó đụng rồi, mình thấy là như là rồi không sập rồi, hôm dính con nhỏ sáng không dính luôn ta. Hang này đụng mấy năm rồi, mình biết tới giờ luôn á. Ô, đem gì luôn, cong quá. Qua lại luôn đi, mơ qua thăm nữa. Mồi con nữa. Sáng dính 20 con cái nín luôn ha. Kiếm con chuột lột nữa coi. Khui, rồi không sập. Hết chuột luôn rồi. Cái chỗ này hôm dính con bự nè, sáng nay còn con nào không biết. Trên đây lụm hả, lụm hả, sập đâu dính. Thua rồi. Nhưng mít trên non chín không ngon rồi, không thơm không, thấy có sập rồi nè. Ôi sập mà sao không dính ta, các nước ngập dính cá bóng lọt ra quá. Ui uổng thiệt. Dạ khui, đặt mấy nước gì hên xui thì dính cá lóc ớt dìm sóc này, dính được miếng mít. Miếng mít chằng khè ngon quá mà không có nào ăn chưa. Một con chuột lột. Ôi ơi con chuột nhỏ. Chuột nhỏ lập kỷ lực luôn, nhỏ con cha hôm nữa. Được con chuột gắn à, xiêm bé. Tha vô ngổ chuột. Con gì đây, khui, cồm và ngín. Tính đầu cống mà thấy sập, thấy sập im quá. Ô, con cơm nãy bự thù lù luôn rồi, hết biết cơm rồi, như lù quá. Hai con dây buộc cái cây khúc trên đây có bộ im mà khúc dưới rồi. Con gì, con gì đâu rồi, cống cống mà này, cống bự, cống bự. Cái đó hôm quên thăm dính dính hôm luôn á, cú xì con chuột rồi. Bá kìa, có hàng kìa, khù hết nổi luôn rồi, sáng sớm nhúng nước nhỏ khù, kêu nhỏ khù, khù gì nổi mà khù. Ừ, cái quên là dính chuột hơn nửa ký, hơn nửa ký. Sáng sớm chấn nước nhỏ mà, lạnh đấy bà. Chuột bành cái cọc miệng lại ra để chắc cú, để nó chui ra, lật lên là chui ra. Ngon ngon, có hàng bự rồi, hàng bự xuất hiện. Nhập bự qua nằm đóng, con nó hơn nửa ký rồi. Chuột nó ngập nước, nó ướt hơi hơi, ông kia nó chấn nước, ông kia nó khù. Khù gì nói mà khù. Rồi không dính luôn. Dở quá, thua ổng rồi nghe. Nãy giờ ổng cũng hai con rồi. Ủa, ba con rồi. Mình mới hai con à. Ông được cống bự. Sập không dính là gì? Cần cộng kè cặp mé hay bị mé cần cộng chui vô trước, chui vô chui ra. Bờ này còn bùi chuối này một cái bùi chuối này im lắm, làm con cống khè không lại coi, sáng ông khè quá rồi. Hello. Trời ơi buồn thiệt chứ, quất rồi.
Bờ này bốn cái ngon quá mà không có con gì chứ. Ô được, 20 một xíu. Để đây, có đây chung, chung vui. Đi vòng đường kia thẳng thăm cái này cái đi. Đó, sập rồi đó. Trời ơi, nữa. Chuột công mà nhỏ mini nữa rồi. Khè nè, khè coi. Đó. Chuột khè như bị khẹt mũi. Khè mà phải khụ khụ rắn hổ mới đã. Ê, ê. Nó nữa hay gì rồi. Cơm. Cơm dần ngính. Con này lạnh nó cũng nằm đang rung. Ôi con, bự dữ vậy. Cơm này thuộc cơm lão rồi nè. Lông nó, lông nó đỏ luôn. Cơm lão, cơm lão. Con ổng nè. Đâu rồi? Đây hả? Không chấn nữa. Rồi dính sình nó lội hết nổi luôn rồi. Được không? Rồi gì hôm dính con hết. Hút trên đây làm sung sung bớt lạnh nè. Cái chỗ này ngon nè. Con nhỏ xíu. Ồ dở vậy. Chỗ im hết biết luôn. Vô con cống chập bá nữa coi. Rồi. Thấy tướng ngọt bọc nữa rồi. Ừ thua luôn. Thấy có sập mà sao thấy cục bích còn. Ờ dính con gì vậy? Cống, cống nhỏ xíu à. Dạ. Cống tơ. Ừ gì đâu mà cống gì đâu mới đẻ không à. Hang nằm đây nữa bạn. Đây nè, bò ra bò vô lắng con nè. Nè. Hang này đổ nước cái nguyên bầy cống tơ vậy không nè. Không. Bò lắng do luôn. Bò này không phát cỏ là gài cống nhóc luôn. Phát cỏ đi chưa. Bò hổm địa địa bò này rồi lên phát cỏ hết mê. Cống nhỏ hơn cơm. Trong đó cái đó cha. Trong lụp ổ đẳng lặng quên. Lùm nó ngon lắm đó, có nữa đó. Hôm dính cơm trống. Sáng nay coi còn gì đây. Cơm chập bá. Cơm hay cống? Cơm. Khè coi. Ồ, cơm bành kỳ luôn, cơm gì mới đã. Mọc cái ghê thiệt chứ. Sáng nay dở rồi mà chưa biết bên đây có thăm gặp sao quái đùm ở trong trong nhìn đen thùi chứ mới phê đó. Giờ một cục được có một cục đen à, còn đây mấy cục đen luôn mà đen lý tí không. Dở không rồi, dở gì thôi tôi hú kêu. Hôm dính gốc này thì giờ gốc đó chắc quất không? Phải đặt cái gốc này nó dính rồi. Vô cái coi. Con cống bự khè không coi. Nãy giờ giờ cống nhỏ khè không sợ rồi. Hello. Woo. Hình như sập nghe. Ờ ơi chuột cơm. Khoái cơm ta. Hạp cơm hơn rồi. Cơm chập bá lửa luôn. Cơm chập bá. Dính chuột là được rồi. Cơm mập, cơm mập. Cơm mập thì vô đây cưng. Vô không? Vô không mà ông la khí thế vậy? Chưa tới hả? Chưa tới mà la trước rồi. Bảo gì đừng la, la trước. Từ xa nó nghe nó chạy đâu dám vô. Đầu bờ mình còn cái nè. Vô con cống coi.
Trong đây cống khó dính quá, mà mình dễ ăn cống, vô đây khó dính cống quá. Trời ơi, không sập luôn cha ơi. Ưa cái bẫy ngon. Ngay đầu bờ cống ăn ốc bỏ cá đóng. Chị quất luôn. Dở thiệt dở. Ơi. Hết thêm tình đồng chí. Đó, máy bay là sáng sớm rồi cũng là thức sớm lội hai cho con đi thăm bẫy chuột nữa kìa. Bay hì hì kìa. Hết chuột rồi. Không xảy cái quýu luôn rồi. Còn hai cái cuối cùng. Đen hé hé dòm thấy có dính không. Thăm trước ổng. Lớm 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 lớm. Hình như bị kẹt hôm hay gì ta. Dính dính dính. Trời bá luôn. Thấy chạy chạy gỗ gàng. Lụm 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 lụm. Cái này hôm giờ hai con rồi. Hôm con nhỏ sáng nay con bự. Bá luôn. Phải nói là mày hết chuột. Cái cuối cùng. Vậy là hơn hôm rồi ha. Rồi. Tới đó là hết rồi đó. 33 cái dính 11 con. Ờ, miếng mít nó ngon gì nè mà nó không ăn. Buồn thiệt chứ. 11 chuột. Cống. Bạn thấy gầy gặp không mê không ha. Nhìn nhỏ quẩy thấy bọng lỏng mà. Gầy gặp mà có thêm cần câu nữa mới ghê kìa. Không ai cho con cắm câu bỏ quên luôn. Mà giường. Hãy nhìn vô mà đen xì nhóc cái chân lâu nho chạy lùng bọng cổng mới đã. Gì đó bọng lỏng mà. Kệ cũng được. Chuột trong đây nó ít. Dính gì cũng hay lắm rồi. Rồi thành quả đây sáng nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con. 33 cái 11 con. 3 cái dính con. Con chuột cống như này còn rung nữa nè. Đâu có khúc cây giống vậy. Ủa cái cùi mít. Cái này mới thiệt là chuột lột nè. Con này hơn nửa ký lô á. Tóp nào dính sình nè, tóp nào nó ướt nữa. Không khô nổi luôn. Con đó giờ đem phơi nắng cả ngày nó không khô. Con cơm này bự. Một cống tơ, hai cống tơ, ba cống tơ nữa. Ủa hai con à, con đó chuột côn. Chuột thịt, chuột gắn đầy đủ. Sáng nay nhiều hơn hôm. Đây có hôm nè. Hôm thì được 10 con à. Có con bự rồi. Bá đang nằm úm. Đó. Hôm giờ cũng được 21 con chuột. Cũng ngon. Đủ mồi, dư mồi luôn. Lạnh, con đem phơi nắng nè. Lên mày sấy sấy nè. Hay là cho nó lên lò bếp than đi, để nó ấm lại hả. Thành quả nguyên đêm, 21 chuột. Rồi đây em chào bạn nghe, chuột lột mà. Chuột lột. Con đó cống lột, cơm lột, chuột cơm. Đủ loại chuột luôn. Chào bạn nha.